Thôi chào tất cả các bạn của kênh Mẹ Mình Tập Lục nha. Các bạn biết không, dạo gần đây thời tiết Sài Gòn khi nắng khi mưa, nhưng mà đặc thù của cái thời tiết ngày Tết, các bạn biết, có hưởng được cái không khí lạnh từ ngoài miền Bắc tràn vô, cho nên là rất nhiều người đã sử dụng những cái tấm ra hay là những cái mền để đắp đó, hoặc giả là nhà có máy lạnh đó các bạn, để đắp. Và một ngày đẹp trời phát hiện ra là cái tấm đắp đó nó rất là dơ, và họ bèn đem đi đến tiệm giặt ủi để mà giặt. Chắc chắn có rất nhiều người sẽ để ở nhà xử lý, nhưng vì sao vẫn có người đem đến tiệm giặt ủi để làm? Vì sao các bạn? Chính vì là cái chất liệu vải nó khá là đặc thù, và cái cấu tạo của nó cũng khá là đặc thù, cho nên buộc lòng họ phải đem tới tiệm giặt ủi thấp để mà làm. Thì trong đó có cái tiệm Ba Hỷ của mình. Các bạn biết không, có nhiều cái loại ra mền đó. Nói chung là có cái lớp lót bên trong là gòn, nhưng mà bản thân cái lớp lót đó là gòn, nó cũng có hai ba thứ gòn ở trong đó. Thứ nhất là gòn nhân tạo, cái thứ gòn mà chúng ta thấy hay lót vô trong áo gió, áo lạnh, hoặc là những cái gòn mà hay lót ở trong mấy cái con thú nhồi bông. Nhưng mà đặc biệt có một thứ gòn, đó là gòn chỉ. Mà bản thân trong cái gòn chỉ nó lại cũng có hai cái thứ là gọi là loại chỉ. Một cái là loại chỉ cô tông, tức là từ những cái sợi gai, những cái sợi cô tông đó. Và một loại chỉ thứ hai bằng tơ, tơ tầm đó các bạn, tơ lụa đó. Người ta kéo sợi ra, người ta đánh cho nó bông lên đó, nó không có trơn láng nhiều đó. Đặc thù của cái loại chỉ này, nó sẽ rất là mát. Nó mát khi trời nóng, mà nó lại ấm khi trời lạnh đó. Cho nên người ta trưng dụng nó, người ta làm cái lớp lót. Tuy nhiên cái giá trị của nó mắc đã đành, nhưng mà nếu chúng ta không biết cách để chúng ta giặt, nó sẽ bị hư. Đây là một cái tấm lót của cái mền lụa, bên trong nó là vải cô tông, nhưng mà bên trong nữa nó lại là cái gòn, xin lỗi các bạn, rất là bụi. Bên trong nó là cái gòn chỉ mà chỉ tơ, cho các bạn xem. Bên trong nó là những cái sợi chỉ tơ, các bạn thấy đó. Chúng ta nhìn xa chúng ta cứ nghĩ là nó là gòn nhân tạo, mà thực sự nó là sợi tơ các bạn. Đây, đó là những cái sợi tơ tầm á, người ta kéo nó ra, người ta kéo sợi tơ và người ta đánh cho nó bông, bông lên giống như bông gòn vậy đó, để cho nó tạo một cái mật độ á, cái mật độ gòn nó khít hơn và nó êm hơn. Vì cái sợi tơ đó, thứ nhất là nó láng đó, và nó có độ trơn láng, cho nên nếu mà không đánh nó bông lên, nó sẽ không có những cái sự kết dính như thế này để nó tạo thành nguyên một mảng. Quá bụi. Cái này thực sự ra là cái áo ở bên ngoài này là vải cà tê bình thường, chúng ta có thể giặt được nước vô tư, không sao hết. Nhưng cái gòn tơ này các bạn lưu ý khi các bạn giặt nước, nếu chúng ta để cho cái máy giặt nó nhào nặng quá nhiều, thì cái gòn này các bạn biết nó không có được mai chằn những cái đường chỉ ở bên trên cái mền này, nó sẽ dồn lại thành một cục. Khi đó xin thưa với các bạn vô phương trải nó ra. Vì những cái gòn này khi người ta sản xuất á, người ta trải nó bằng máy, người ta cán nó ra bằng máy, và người ta may nó vô ở trong cái lớp lót này. Nếu chúng ta không biết giặt đó, nó sẽ dồn lại thành một cục. Bên cạnh đó đó, các bạn chờ một chút nó thấy được. Và đặc biệt á, thứ nhất là chúng ta giặt không khéo á, nó sẽ dồn thành cục và chúng ta không thể nào chúng ta trải nó ra lại được như thế này. Tiếp theo á, nếu những cái chỗ tiệm giặt ủi mà họ không biết á, là đem đi vô máy sấy là dính chưởng với anh chàng. Các bạn biết rồi, cái gòn này là gòn tơ, tơ hay là mình giặt thành áo dài lụa hay vải lụa, vải gấm, nó không chịu được cái nhiệt của máy sấy. Khi gặp nhiệt của máy sấy nó sẽ co, nó rút lại. Bằng chứng là một người khách đem cho mình tới một cái mền này, là cái diện tích các cạnh của cái tấm ra này nói chung
rồi cái diện tích còn lại của cái gòn nó đã bị hụt mỗi đầu một tấc rồi. Tức là cái tấm này đã đưa qua nước và đã đưa đi sấy, đâm ra nó bị co rút lại rồi. Nếu chúng ta không lưu ý trong cái quá trình chúng ta xử lý cái này thì đảm bảo nó sẽ co rút nữa. Nó giống như, tạm hiểu các bạn hiểu như ni lông vậy đó. Chúng ta chỉ cần hơ ở trong nhiệt nóng qua lửa tí xíu cái ngọn thôi là nó quéo lại rồi. Thành ra như vậy thì cái tấm này sao đây? Cái tấm này thực sự ra là chúng ta có thể giặt được qua nước bình thường, và sau đó chúng ta không gió, hoặc là chúng ta trải thẳng trên một bề mặt và chúng ta có thể phơi nắng. Các bạn tuyệt nhiên không có được sấy cái tấm này, vì sấy tấm này là chắc chắn như mình nói nó sẽ co rút cái gòn bên trong. Mà một khi nó đã co rút rồi thì các bạn không làm gì được nữa hết. Tuy nhiên cái vấn đề mình muốn nhắn nhủ các bạn ở đây chỗ này, mặc dù là nó là cái lót của cái mền chứ không phải là cái tấm mền đắp trực tiếp, nhưng chúng ta chịu khó hãy thường xuyên giặt nó đi. Chúng ta thường xuyên giặt, thứ nhất là nó sạch, cái thứ hai chính vì nó sạch nó không tấp những cái đồ dơ vô nhiều quá, nó lâu làm lâu xuống cấp cái mền của chúng ta. Chúng ta đừng có để nó quá dơ, cái người này để cái mền mà nó dơ tới mức chịu không được luôn mới đem đi làm thì thực sự mà nói ra luôn á, làm để cho nó sạch theo cái kiểu là nó hết bụi bặm, nó hết mùi thôi, chứ nó trắng sáng là không đó. Các bạn nhìn thấy những cái vết ố như thế này, chúng ta phải thường xuyên đem đi nó xử lý. Xử lý được ở nhà các bạn cứ việc làm, còn xử lý không được các bạn cứ đem cái tiệm nhà, họ có những cái thiết bị, những cái công cụ họ có thể làm được cái việc này, thì từ đó chúng ta có cái mền ra nó đắp, chúng ta đắp nó sạch sẽ, nó thơm tho, chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và có giấc ngủ êm hơn. Chứ còn nó như thế này các bạn ngủ rất là mùi, chịu không nổi các bạn ha. Rồi bên cạnh đó hôm nay mình nhắc các bạn một chuyện, nhiều người rất là thích sử dụng giấy thơm, là cái này nó rất là thơm. Hôm nay mình không nói tới cái việc là thơm lâu, thơm dai, thơm ít, thơm nhiều nữa, tại vì mình đã nói rồi. Mình chỉ nói các bạn một điều duy nhất các bạn phải lưu ý. Nhiều người thường hay có thói quen là quần áo sạch để trong tủ, chúng ta không có thường xuyên mặc, giống như lâu lâu chúng ta mới mặc một lần, và nhét ở giữa những cái áo, mỗi một cái áo hay một cái quần một cái tờ giấy thơm này. Chúng ta lúc đầu nghe rất là thơm, nhưng sau này bắt đầu thời gian 2 tháng, 3 tháng trong tủ có độ ẩm, cái giấy thơm này nó sẽ hút cái độ ẩm ở trong tủ đó, và nó lan những cái, mình tạm hiểu là những cái chất thơm ở trong đây, nó gặp hơi ẩm, nó hút ẩm, và nó chuyển cái độ ẩm nó từ trong cái giấy, những cái kết cấu về nước thơm ở trong đây nó lẫn in xuống giữa hai cái áo, và cái áo nó bị thấm kim và bị ngã xuống rồi. Thành ra các bạn hết sức phải lưu ý về cái vấn đề này, để tránh cái trường hợp là chúng ta vì thích thơm, vì sợ nó hôi mà chúng ta sử dụng những giấy thơm này, cuối cùng cái áo của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến độ được chỗ ố. Rồi mình nhắc các bạn nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Xin chào và xin hẹn gặp lại.